Giới thiệu với anh em chiếc xe Fortuner sản xuất 2019, đăng ký tháng 7/2020, một trong những mẫu xe bất hủ của Toyota. Chiếc này là phiên bản máy dầu, số tự động, động cơ 2.4G anh em nhé, dẫn động một cầu. Đây gọi như là bản thấp hơn một chút so với bản 2 cầu, tuy nhiên cũng mang đầy đủ các option giống như bản 2 cầu. Xe màu trắng nội thất, xe có ngoại thất màu trắng, nội thất màu nâu. Chất lượng xe tuyệt mới, mới đi có 14.000 km. Đối với Toyota mà đi có hơn 1 vạn cây thì không khác gì xe mới anh em nhé. Rất đẹp luôn. Biển tỉnh, giá rất hấp dẫn, 1.029.000 đồng. Dàn lốp còn mới nguyên anh em này. Nội thất nâu anh em nhé. Rất là sạch, tất cả đều bọc da hết rồi. Trang bị màn hình Android, tất cả các option đầy đủ hết. Xe mới tinh luôn. 1.029.000 anh em nhé. Hồ sơ rút sẵn cầm tay. Để sang tên phút mốt thôi anh em nhé. Fortuner thì có cái gì đấy nó thoáng. Không gian trong xe nó rất là rộng rãi. Nội thất còn rất mới. Cũng có những option trang bị đầy đủ rồi. Bậc để chân. Rồi hệ thống loa. Option màn hình Android. Đầy đủ hết rồi anh em nhé. Hộ số tự động nhé. Đặc biệt đối với Fortuner máy dầu thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Vô lăng có một cái phần trên vô lăng là đồ ốp gỗ, thể hiện sự sang trọng. Anh em nào quan tâm đến chiếc Fortuner này liên hệ ngay với Thành Long Auto nhé. Số 6 Nguyễn Văn Cừ, số điện thoại của mình là 0911732888. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn anh em ở những chiếc xe siêu lướt khác.